Xin chào các bạn, hôm nay Baidu School xin phép review cho các bạn mẫu Magic Pro CX5 đang làm mưa thầm gió trong thị trường vừa qua, và mẫu xe mới là mẫu Magic Pro CX3, một mẫu mới ra mắt trong thời gian vừa rồi. Thì hai mẫu xe này có điểm khá là tương đồng, hãy cùng mình khám phá xem là hai mẫu xe này có điểm gì khác và giống nhau. Với các mẫu xe này thì hiện tại là Baidu School đang được bán sẵn tại các cơ sở. Ngoài ra, các bạn ở khu vực Hà Nội thì có thể là liên hệ trực tiếp qua số hotline là 091 900 8533 để đặt hàng và tư vấn trực tiếp nhé. Đầu tiên thì về mẫu CX3, các bạn thể thế tổng quan là khung sẽ sử dụng là khung thép chịu lực rất là tốt. Thiết kế khung thì sẽ thiết kế theo dạng là hình hộp, khá là giống mẫu CX6 đấy ạ. Đó, về phần ghi đông thì sẽ sử dụng là phần ghi đông cong, và cái bản ghi đông này sẽ bé hơn một chút so với lại mẫu CX5. Cũng được quấn dòng dây phủ khá là êm tay. Về phần càng thì sẽ sử dụng là càng thép. Đó, thiết kế là dạng dẹp giúp tăng cường chịu tải. Phần vành thì sẽ giống như CX5, là sử dụng là vành tĩnh điện, sơn tĩnh điện dày 4 cm. Về phần trục thì sẽ sử dụng là ba trục bạc đạn kết hợp với lại đùi đĩa nhôm 5 chấu của Magic Bros luôn. Ở xích, đây là một điểm khác biệt giữa hai mẫu xe này, thì xích của mẫu CX3 sẽ sử dụng là xích thường KMC. Đó. Về phần pedal thì sẽ sử dụng là pedal Wigo, khá là trơn đấy ạ. Điểm đặc biệt của mẫu CX3 này thì mình đánh giá là thứ nhất là đã có kiểu dáng của CX6, và tiếp theo là giá thành thì là mẫu này chỉ khoảng hơn 3 triệu một chút thôi ạ. Chiều cao phù hợp thì sẽ là từ 1m55 đến 1m80. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu CX5. Mẫu xe này thì đã rất quen thuộc với các bạn rồi, mẫu xe làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua. Về thiết kế khung thì mẫu CX5 sẽ thiết kế là khung tròn kiểu dáng classic, khá là phù hợp với các bạn học sinh sinh viên. Về phần ghi đông sẽ sử dụng là ghi đông cong, và phần tiết diện thì mình thấy nó sẽ dày hơn một chút so với mẫu CX3. Về phần càng thì sẽ sử dụng là càng thép carbon chịu lực rất là tốt. Về phần vành thì vẫn sẽ sử dụng là vành sơn tĩnh điện, độ dày khoảng 4 cm. Tiếp theo thì đến về phần trục thì mẫu CX5 sẽ sử dụng là ba trục bạc đạn kết hợp với lại đùi đĩa nhôm 5 chấu của hãng Magic Bros. Ưu điểm hơn của mẫu CX5 với mẫu CX3 đó chính là xích hạt đậu. Xích hạt đậu của mẫu CX5 thì sẽ chịu tải tốt hơn, tiếp theo là sẽ giúp các bạn thể hiện những skill một cách thoải mái hơn. Về phần CX5 thì mình thấy là có một cái điểm khá là mất điểm ở cái phần này. Chết rồi, từ từ nhá, giữ nguyên hiện trường nhá. Về mẫu CX5 thì vẫn sẽ sử dụng là khóa yên phải mở ra, so với lại mẫu CX3 thì đã sử dụng là khóa nhanh rồi. Đó, thì mỗi xe nó đều có một ưu nhược điểm khác nhau. Tổng kết lại thì mình thấy là về ngoại hình thì hai con nó sẽ khá là tương đồng. Thế nhưng mà hai mẫu này cũng sẽ có những cái ưu nhược điểm khác nhau. Về mẫu CX3, ưu điểm của mẫu CX3 là giá thành vừa phải, giá chỉ khoảng hơn 3 triệu thôi. Thế nhưng mà vẫn sẽ sử dụng là phần xích thường. Còn mẫu CX5 giá khoảng 4 triệu, thế nhưng mà đã được trang bị xích hạt đậu rồi. Thì hai mẫu này hiện tại là đang bày bán sẵn tại các cơ sở ở Baidu School. Các bạn có thể trực tiếp qua các cơ sở bên mình để trải nghiệm. Ngoài ra, các bạn có thể là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline là 091 900 8533. Bên mình luôn luôn có các bạn tư vấn viên hỗ trợ cho các bạn là chọn size xe và màu xe một cách ưng ý nhất nhé. Với hai mẫu xe này thì hiện tại là bên mình đang có chương trình là miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu các bạn thấy mẫu xe phù hợp thì có thể nhanh tay gọi điện đến hotline bên mình hoặc trực tiếp qua các cơ sở nhé. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì có thể cho mình xin một like, một subscribe. Và bất kỳ câu hỏi nào về xe thì các bạn có thể đặt ở phía comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.